mà hầu như nó biến mất trước hết. Tại sao? Đức Phật thọ ký rằng trong cái thời kỳ mà diệt pháp, có nghĩa là những kinh sách biến mất thì kinh Thủ Lăng Nghiêm biến trước. Trong kinh diệt pháp, Đức Phật nói rằng đến cái thời kỳ diệt pháp, pháp của ta kinh Thủ Lăng Nghiêm biến mất trước nhất. Tại sao kinh Thủ Lăng Nghiêm biến mất trước nhất? Đây chính là chỗ mà không có pháp sư nào giảng nổi hết á. À, pháp sư giảng không nổi thì tất nhiên là kinh để đó ngó rồi không giảng, tự nhiên là không ai tu nữa, tự nhiên nó phải biến mất thôi. Nhưng mà muốn giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm cũng không phải dễ. Muốn giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm là quý vị ngồi rất ít lắm cũng phải là mười mấy hai chục cái bồ đoàn, phải thâm nhập được tự tánh quý vị mới giảng được kinh Thủ Lăng Nghiêm. Kinh Thủ Lăng Nghiêm đi vào trong tự tánh hoàn toàn, làm sao quý vị không chứng được tự tánh, không bao giờ quý vị giảng được hết á. Nói chỉ nói ở bên ngoài thôi, mà nói bên ngoài làm sao mà chúng Phật tử hiểu được để tu. Rồi thầy mời Chân Nguyên Pháp con lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Bữa nay thầy giảng cho nó hết cái phần này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Chỉ thẳng sự thật, nhận thấy tính thấy, bốn nghĩa đó là thành lập rồi. Ông lại nên biết, khi nhận thấy tính thấy thì tính thấy không phải là cái thấy. Tính thấy còn rời cả cái thấy và cái thấy không thể đến nơi tính thấy được. Làm sao? Ông còn nói đến những nhân duyên, tự nhiên và tướng hòa hợp. Bọn thanh văn, ông hẹp hòi không biết, không thông suốt. Được sự thật thanh tịnh, nay tôi chỉ dạy cho ông nên khéo suy nghĩ, không được trễ nải trên đường Bồ đề, nhiệm màu. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. A Di Đà Phật, cái đoạn kinh này là Đức Phật tóm tắt lại. Ê, hồi nãy giờ đã bác nhân duyên, bác sự tự nhiên, bây giờ ngài chỉ thẳng vào sự thật cái của bản tánh thấy. Sau khi mà Đức Phật ngài đã bác cái nhân duyên, ngài bác tự nhiên và ngài bác luôn cả sự tạo tác của bốn tướng tạo ra sự thấy, thì Đức Phật từ bi ngài mới khai thị tiếp. Tánh thấy không phải là sự thấy, tánh thấy này rời cả cái thấy. A Di Đà Phật, cái câu này quý vị không tu quý vị làm sao quý vị biết mà để mà giảng. Tánh thấy không phải là sự thấy, tánh thấy rời cả cái thấy. A Di Đà Phật, đúng như vậy. Bởi vì thầy đã trình bày quý vị cái thấy là nhãn căn của quý vị, còn tánh thấy là bản tâm chân như mà quý vị mới thấy. Thành ra cái tánh thấy này nó rời khỏi cái sự thấy, nó rời khỏi căn con mắt đó. Người nào mà dùng căn con mắt để thấy cái tánh thấy này không bao giờ thấy hết. Và nếu mà tất cả mọi chúng sinh dùng cái thấy của căn mắt để mà thấy được tánh thấy này thì điều này không thể nào có thể xảy ra được. Bởi tánh thấy này là phải do cái sự rời xa vọng tưởng phân biệt. Và tánh thấy này chỉ thấy được khi nào chúng sinh đã vào thánh vị đắc pháp nhãn thanh tịnh. A Di Đà Phật. Quý vị thấy trong kinh Đức Phật thường giảng kinh, sau khi mà giảng kinh xong thì cái phần kết luận đó, cái bản kinh này sau khi Đức Phật giảng xong, bao nhiêu vị đắc A-la-hán, bao nhiêu vị đắc được pháp nhãn thanh tịnh, thì cái chỗ pháp nhãn thanh tịnh này mới thấy. A Di Đà Phật, nhớ điều này. Cái tánh thấy này không thể thấy bằng con mắt mà phải thấy bằng pháp nhãn thanh tịnh. Còn nếu mà chúng sinh dùng tâm thức để mà suy tìm thì muôn ngàn năm tóc thì bạc trắng, mà tánh thấy này nó vẫn ở muôn phương xa vời vợi. A Di Đà Phật. Như vậy quý vị biết là ha, tánh thấy này muốn thấy phải buông xả tất cả những cái vọng tâm, những cái duyên khởi mà nó ràng rịch, nó bám víu ở tâm, buông hết ra đi thì quý vị mới thấy được cái bản tánh thấy này. Mà khi mà quý vị thấy được bản tánh thấy này rồi thì là một cái điều rất là phước báo. Quý vị đã đăng lên trang trong cái ngôi ngôi địa, trong cái một trong cái thập địa của chư Bồ Tát vậy. Để chấm dứt thời pháp hôm nay, thầy xin được tặng đến đại chúng bốn câu thơ về cái tánh thấy này. Để chúng nghe bốn câu thơ thầy đặt về tánh thấy nha. Chứng lầm vọng tưởng là tâm, đường trần sáo nẻo âm thầm tái sanh. A Di Đà Phật. Chúng sinh sở dĩ mà bị tái sanh là do cái tưởng, cái vọng tưởng này đây. Từ cái vọng tưởng này sanh ra yêu thương giận ghét,
tạo tác làm ra nhân, nhân tạo ra cái nhân quả và phải bị chuyển lưu trên sáu đường nhân quả. Muốn cho tánh thấy trọn lành, A Di Đà Phật thầy chỉ quý vị vào tánh thấy trọn lành đây, hồi quang phản chiếu pháp thân hiện tiền. Các bạn tánh thấy ngoài ra cái vấn đề mà hồi quang phản chiếu quý vị không thấy được bản tánh thấy này. Thành ra bốn câu thơ này nó rõ ràng chỉ cho quý vị vào trong cái tánh thấy, tức là Phật tánh đó. Chứng lầm vọng tưởng là tâm, đường trần sáo nẻo âm thầm tái sanh. Muốn cho tánh thấy trọn lành, hồi quang phản chiếu pháp thân hiện thành. Nam mô Bổn Sư Thích Chỉ ra Ca cái Mâu nhận Ni thức Phật. sai lầm để bày tỏ thể tính chân thật. Đoạn thứ nhất. Xin chỉ dạy cái nghĩa nhận thấy tính thấy không phải là cái thấy. Ông A Nan bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, như Đức Thế Tôn vì bọn chúng tôi chỉ dạy về cái nhân duyên, tự nhiên các tướng hòa hợp và không hòa hợp. Tâm tôi còn chưa khai ngộ, nay lại nghe Phật dạy nhận thấy tính thấy không phải là cái thấy, thì càng thêm lúng túng. Cúi xin Phật thương xót bố thí cho con mắt đại trí tuệ, chỉ bày cho chúng tôi tâm tín, tâm tính trong sạch sáng suốt. Ông A Na nghe nói như vậy rồi khóc lóc đảnh lễ. Dân nghe thánh chỉ của Phật, A Di Đà Phật con xin kính đảnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi tất cả quý đại chúng đã nghe kinh văn do Bồ Tát tại gia Chơn Nguyên Pháp đã đọc. Bây giờ đến phần giảng kinh. Thì trong đoạn kinh này là ngài A Nan xin được chỉ dạy cái nghĩa nhận thấy tánh thấy không phải là cái thấy. A Di Đà Phật, quý vị thấy cái nghĩa kinh nó rất là sâu xa phải không? Tại sao tính thấy và cái thấy nó lại khác biệt nhau? Đây là chỗ phương pháp tu. Cái thấy là do cái tiền trần và cái căn mắt của quý vị nó tiếp xúc với nhau mà nó nhận được cái thấy. Nhưng mà tính thấy là do cái tâm vô sinh nó mới thấy được. Có nghĩa là quý vị phải có pháp nhãn thanh tịnh mới thấy được cái tính thấy này. Tính thấy cũng là cái tính duyên giác. Do đó trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật dạy rất là rõ ràng. Cái đoạn kinh này thì Đức A Nan ngài đã bạch với Phật rằng từ lâu xa ngài và đại chúng vẫn còn u mê về cái thuyết giảng của Phật. Ngài và các đại chúng chưa phân biệt được thế nào là nhân duyên và tự nhiên. Và hôm nay lại nghe Đức Phật giảng về một cái đạo lý rất là cao siêu. Nó ra ngoài cái bản tâm phân biệt. Tức là tánh thấy không phải là cái thấy. A Di Đà Phật. Cái câu này nó rất là ngắn gọn nhưng mà nó bao hàm, nó chứa đựng cái bản tánh vô sinh trong đó. Điều này không có gì ngạc nhiên cả. Bởi vì những hàng thanh văn thì những vị này, nhất là ngài A Nan chỉ mới đọa mới đắc đắc được cái quả nhập lưu, là quả đầu tiên trong cái thánh quả thanh văn. Và những đại chúng trong đạo tràng Thủ Lăng Nghiêm thì những vị đó hầu hết là trong cái những vị tỳ kheo hữu học, có nghĩa là còn phải học hỏi. Vì vậy mà những vị này vẫn còn dùng thức tâm để tham ngộ Phật pháp. Do đó không thể phát minh được cái căn bản trí. Mà bằng căn bản trí này nó vốn là cái bản tâm không phân biệt. Người tu trì phải dùng cái căn bản trí này để thấy được cái tánh thấy. Nếu mà một người tu dùng cái thức tâm thì cái sự thấy nghe hay biết này nó không rời khỏi lục căn. Và lục căn thì nó không có rời khỏi những cái trần cảnh bên ngoài. Tất nhiên là nó không rời khỏi cái lục trần. Lục trần tức là sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp. Lục căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Do đó cái sự mà nhận biết qua cái thấy do nhãn căn, tức là cái căn của con mắt. Đó là cái thấy mình nhận thấy qua sự tiếp xúc giữa cái căn và các vật ở ngoài tiền trần. Nhưng mà muốn thấy được cái bản tánh thấy thì phải dùng cái pháp nhãn thanh tịnh. Bởi vì ông A Nan và đại chúng thời bấy giờ
vẫn còn thuộc về hàng hữu học, chưa đạt được cái pháp nhãn thanh tịnh. Nên ông A Nan và đại chúng, mặc dầu Đức Phật đã nhiều lần khai thị, nhưng mà vẫn không thấy được cái bản tánh vô sinh này, tức như là bản tánh của cái sự thấy. Vì thế mà ông A Nan và đại chúng đã quỳ xuống khóc lóc đảnh lễ, cầu cho Đức Phật từ bi chỉ dạy, bố thí cho tất cả quý đại chúng con mắt trí huệ để nhận biết tánh thấy này. Bây giờ thì thầy mời Chân Nguyên Pháp con lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Đoạn 2. Trước khi về phép tổng trì, dặn bảo phải nghe cho chính chắn. Khi bấy giờ Đức Thế Tôn thương xót ông A Nan và cả đại chúng, định sẽ chỉ dạy phép đại tổng trì là con đường tu hành nhiệm màu các pháp Tam Ma Đề. Bảo ông A Nan rằng, ông tuy nhớ lâu, chỉ thêm phần học rộng, nhưng nơi vì mật quán chiếu Samatha, tâm còn chưa rõ, nay ông hãy nghe cho chín chắn. Tôi sẽ vì ông phân tích, chỉ bày, đồng thời cũng khiến cho những kẻ hữu lậu tương lai được quả Bồ Đề. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Do ngài A Nan quỳ phụng thỉnh, do đó trước khi mà Đức Thế Tôn ngài dạy về phương pháp tổng trì, có nghĩa là những phương pháp tu học, Đức Phật dặn ông A Nan và đại chúng phải lắng nghe cho kỹ và tư duy trong cái sự lắng nghe này để mà thấy được cái bản tâm. Đoạn kinh này là sau khi mà được sự thỉnh cầu của đại chúng và ngài A Nan, thì Đức Phật ngài hứa khả và ngài sẽ dạy cho phương pháp tu hành với những cái pháp mà thiền định. Bởi ngài A Nan là một bậc trí tuệ đa văn, do đó từ xưa đến nay làm thị giả của Đức Phật gần 20 mấy năm, nhưng mà ngài chỉ lấy văn tự để cầu chứng nơi tự tâm, vì thế mà chưa có bao giờ nội quán suy tìm cái bổn tâm mình, cho đến ngày hôm nay bị cái mà nạn ma đăng già, ngài mới thấy rằng những cái gì đa văn của mình nó không có cứu cho mình được trong lúc mình bị lâm nạn. Do đó muốn thấu rõ được cái bản tánh thấy này thì phải biết cái phương pháp tu hành. Ở đây Đức Phật dùng cái tên là Tam Ma Đề, tức là những phương pháp chánh định. Bởi vì trong tâm mà có chánh định thì cái tâm mới được yên lặng. Nhờ cái sự yên lặng này mình mới thể quán pháp và mình mới thấy rõ được thực tướng các pháp. Ngày hôm nay quý vị thấy những cái pháp nó hiển lộ chỉ là giả tướng mà thôi. Muốn thấy được thực tướng của các pháp, quý vị phải dùng cái bản tâm thanh tịnh và nhập vào ở trong cái sự lặng lẽ của chánh định thì quý vị mới thấy được cái thực tướng của pháp môn pháp. Và Đức Phật ngài cũng đã quở Ma Na như sau: ông tuy là đa văn nhớ lâu, nhưng mà chỉ thuộc về cái phần học rộng nghe nhiều, nhưng về cái duy mật thiền quán thì tâm của ông chưa thấu hiểu. A Di Đà Phật, cái chỗ này chính là chỗ mà ngài A Nan mới bị cái thần chú Phạm Thiên nó khiếp phục, để khiến cho A Nan phải vào nhà của Ma Đăng Già và gần như là gần phạm giới thể. Nếu không nhờ Đức Phật từ bi phóng quang tuyên thuyết thần chú từ đảnh tướng mà cho cái thần chú này ngài văn thù đi cứu A Nan, thì chắc chắn là ngày hôm nay mình không biết ngài A Nan còn ở trong cái giáo đoàn của Phật hay không. Nếu mà ngài A Nan ngài đã có tu thiền quán, thì trong khi mà Ma Đăng Già có dùng cái thần chú của Phạm Thiên mà đọc tụng đi nữa, nhưng mà lập tức ngài A Nan ngồi xuống nhập định, trong cái nhập định tăng tâm lặng lẽ, không thiện không ác, thì làm sao mà thần chú này nó có thể cầm trô được tâm trí của mình. Chính cái chỗ tâm không được thanh tịnh, thành ra còn bị tất cả mọi vật ở bên ngoài nó chi phối. Mà thần chú này là thần chú của Phạm Thiên, do đó sức năng động của nó rất là lớn. Nó làm cho những người bị thần chú này hình như là gần như là nửa tỉnh nửa mê,
không tự, nghĩa là control, không tự